chiều 6 tháng 7, bà Bùi Thị Ngọc Thu, 66 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh một con khỉ đã nuôi khoảng 4 năm. Đến nhà bà Thu tiếp nhận khỉ, cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là con khỉ vàng, cân nặng khoảng 7 kg, tên khoa học là Macaca mulatta, thuộc nhóm IIB, trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cái con khỉ này là do bà chị của mình đi làm giúp việc cho người ta, rồi xong cái người đó nhờ nuôi giùm, xong người ta bỏ luôn, rồi chị thấy dễ thương quá chị nuôi đến bây giờ thì gia đình đơn chiếc, rồi chị muốn giao con khỉ lại cho hạt kiểm lâm để cho khỉ trở về với môi trường thiên nhiên của khỉ. Hiện một người thân sinh sống cùng nhà với bà đang điều trị tại bệnh viện nên bà Thu giao khỉ trên cho lực lượng chức năng để vào bệnh viện chăm sóc người thân. Khỉ vàng trên được cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm Tiền Phong đưa về cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên.